Chú nhờ tí. Ui, anh em này, lọ mè hả? Thật xin là ngon này. Bật camera thì chú không lại quên. Có thể biết chết thì sống. À, vẫn sống, thấy ngon ngoài thì sống đây này, nuôi nó phải ổn. Đấy, thính nền còn một ít này. Chú Tuấn nhá. Ờ. Ăn trộm khoai luộc nhá. Ừ. Còn có một tí cái chỗ này là hôm trước nhiều quá tôi bỏ ra cái số con nên nó còn một ít này. Ít thì câu ít vậy. Có anh nào vợ bỏ vợ bị vợ chê mà chưa vợ thì cho em làm quen với. Cười. Những cái anh mà thích cô cái lại cực kỳ đẹp trai nhưng trừ chú. Tao cũng bảo tao đẹp trai thôi, còn người ta khen tao không mà. Để cho tìm kiếm được cái vẻ đẹp của chú nó nằm ở chỗ nào. Cái đẹp nó nằm ở trong quần. Ngoài nó cứ bộc phát ra được không? Đẹp kiểu gì đẹp tận trong đấy.
thiếu mất trứng gà phải đi mua thôi. Hại thật. Thận của chú phải lo chú giữ chứ nhỉ. Hại thận là yếu sinh lý. Có liên quan gì đến cháu không? Nothing.